Giám đốc Viện Phổi Hà Nội, gần như toàn bộ bệnh viện thành F1. Với 23 ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện trong 12 giờ qua, Bệnh viện Phổi Hà Nội đang có nguy cơ lây nhiễm rất cao, theo đánh giá của Giám đốc Bệnh viện bác sĩ Phạm Hữu Thường. Trả lời với phóng viên vào sáng ngày 26 tháng 7, bác sĩ Phạm Hữu Thường, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội cho biết khoa đội 3, nơi phát hiện các ca dương tính đang điều trị bệnh về phổi, nằm giữa các khu vực điều trị của viện. Vì vậy, ngoài các ca F0, gần như toàn bộ bệnh viện đã trở thành F1. Hiện không chỉ khoa nội 3 mà tất cả các khoa trong bệnh viện được cách ly y tế tuyệt đối, ngoại bất xuất, nội bất nhập. Tất cả nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà thực hiện nghiêm 5K. Ông Thường đánh giá trước mắt các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện ở tình trạng nhẹ và ổn định, không có ca nặng phải thở máy, vì vậy cũng yên tâm phần nào. Tuy nhiên, diễn biến những ngày tới chưa thể nói trước. Hôm qua, khi phát hiện các ca dương tính, tổng số người có mặt tại bệnh viện là 323, trong đó 214 bệnh nhân đang điều trị, đều được lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, bệnh viện xét nghiệm cho tất cả người nhà và các cán bộ nhân viên y tế đang nghỉ cuối tuần. Ông Thường chia sẻ rằng khi bệnh viện phát hiện các ca dương tính, tôi cũng như tất cả mọi người cũng cuốn hết cả lên. Hôm nay mọi thứ đã ổn định hơn. Hiện khó khăn của bệnh viện là khuôn viên khá chật nên vấn đề sắp xếp, bố trí nhân lực gặp trở ngại. Song do các bệnh nhân nhẹ nên việc điều trị vẫn diễn ra bình thường. Trước mắt, nhân viên y tế thực hiện cung ứng thuốc cho người bệnh. Về nguồn lây bệnh, theo ông Thường, hiện chưa xác định được nguồn lây và công tác truy vết điều tra dịch tễ đang được bệnh viện tiến hành rất khẩn trương. Tối 25 tháng 7, xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Phổi Hà Nội phát hiện 14 trường hợp tại khoa nội 3 dương tính với SARS-CoV-2, gồm có 10 bệnh nhân, 3 nhân viên y tế và 1 người nhà bệnh nhân. Sau khi xét nghiệm sàng lọc dương tính thì 14 mẫu bệnh phẩm được gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để xét nghiệm khẳng định và 9 người đã có kết quả khẳng định. Đến sáng nay thì tổng số khẳng định dương tính lên 23 ca. Trước đó, thì nữ bệnh nhân sinh năm 1997, địa chỉ ở quận Tây Hồ, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 6 đến ngày 22 tháng 7. Khi xuất viện vào ngày 22 tháng 7, sức khỏe của bệnh nhân này hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, đến ngày 24 tháng 7, bệnh nhân sốt, đến khám tại Bệnh viện Phương Đông, test nhanh kết quả dương tính. Mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Ngày 25 tháng 7, kết quả real-time PCR dương tính với SARS-CoV-2. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.